Chu Văn Mùi, người anh hùng Bắc Giang kiên trung. Anh hùng Chu Văn Mùi sinh năm 1929 tại tỉnh Bắc Giang. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, anh đã giữ liên lạc được thông suốt giúp các đơn vị pháo của ta bắn tan đội hình quân Pháp, ngăn chặn được nhiều đợt phản kích của địch. Rạng sáng ngày 2 tháng 4 năm 1954, nhiều đồng đội đã hy sinh, anh vẫn bám trụ và đảm bảo liên lạc thông suốt. Dù anh gần như kiệt sức, đã phải uống nước giải của mình để lấy thêm sức lực tiếp tục chiến đấu. Vậy mà anh đã trực tiếp vác chiếc máy điện thanh nặng hơn 20kg của mình đi tìm trung đoàn trưởng Nguyễn Hùng Sinh bị thương đang nằm trong hầm. Nhờ có chiếc máy đó mà đường dây liên lạc từ trung đoàn trưởng đến đại đoàn được nối lại trên đồi A1. Hai người vẫn chiến đấu đến cùng, đánh lùi một đợt phản kích của địch, khôi phục được trận địa của ta. Chân dung lịch sử ghi tạc anh hùng thổi bùng hồn Việt.